Vâng, mình xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì anh em thợ cho mình đang thực hành đo cảm biến. Vâng, nay cụ thể là đo cảm biến tốc độ VS. Vâng, phương pháp đo cũng như là phương pháp tra cứu sơ đồ trên màn hình máy Moto Scantab. Đây anh em cũng đang tra đây anh em này. Đấy, màn hình Moto Scantab anh em biết rồi đúng không ạ? Tích hợp sơ đồ mạch điện luôn. Đấy, cho nên là anh em nhìn cũng rất là dễ. Đấy, tất cả mọi thông tin của các cảm biến thì hiện trên đây hết rồi. Đấy. Và cảm biến tốc độ VS thì anh em nhìn thấy ở đây. Anh em chỗ mình cũng vừa thực hành xong, mình cũng tiện quay lại để những anh em nào chưa nắm được anh em cũng tham khảo qua, đúng không ạ? Cảm biến tốc độ VS đây anh em này. Đấy. Nếu báo lỗi thì lỗi 11 đây này. Đấy. Đây, vị trí của cảm biến tốc độ VS nằm ngay hộp lắp của xe ga. Đây, xe này là xe lít 125. Đây, chính là mình đã rút ra rồi, đúng không ạ? Đừng để cho nó dễ làm. Anh kéo đi. Đấy, ấn vào đây cho nó dễ. Được rồi, đấy. Đây là rắc của cảm biến đây, mình cũng đã tháo ra rồi đây. Cảm biến tốc độ VS này. Đấy. Phương pháp tra sơ đồ này trên màn hình Moto Scantab này có này, đúng không ạ? Vậy thì anh em nhìn thấy cảm biến VS là một cảm biến dùng ICHO và phải có nguồn nuôi, đúng không ạ? Nguồn nuôi chính là gì? Điện dương ắc quy, dây đen sọc trắng. Đây, anh em nhìn tra là. Đấy. Vậy thì dây đen sọc trắng này thì rồi còn cấp nguồn cho rắc đọc lỗi DLC. Và cái nguồn rắc đọc lỗi này chính là nguồn của máy chẩn đoán lỗi. Nguồn của máy chẩn đoán lỗi. Rồi, anh em tra tiếp này. Vâng, đen sọc trắng này còn là nguồn của van từ kiểm soát lọc khí bình xăng, đúng không ạ? Nguồn của van từ cầm chừng nhanh. Đấy, rồi. Tiếp theo là nguồn cho bơm cho kim phun. Đấy, nguồn cho kim phun nếu báo lỗi 12 anh em nhìn này. Đấy. Rồi nguồn cho mobin, đúng không ạ? Nguồn cho mobin chính là cuộn đánh lửa. Rồi, anh em nhìn thấy này, nguồn cho bơm xăng. Đây là cách anh em tra sơ đồ nhé. Đấy, rồi nguồn cho ESM, rồi chân A8. Đúng không ạ? Chân A8. Anh em tra tiếp theo lên. Rồi anh em nhìn đây, nguồn cho cuộn từ của rơ le sạc đè chính là rơ le 5 chân. Đúng không ạ? Đấy. Và rơ le sạc đè thì được ESM điều khiển bằng chân 24 bằng cái dây vàng này. Đúng không ạ? Đấy là cách anh em tra cứu sơ đồ. Vậy thì anh em nhìn thấy nguồn còn đi lên trên đây. Đấy. Rất nhiều, đúng không ạ? Đấy, nguồn cho cuộn từ của rơ le chính. Đấy. Rồi. Dây đen sọc trắng thì xuất phát từ sau ổ khóa điện. Sau khóa điện đúng không ạ? Đấy, sau khóa điện. Rồi. Ổ khóa điện nối thì nối với dây đỏ sọc xanh lục. Rồi, cầu chì 10A. Sang dây đỏ và gì? Về điện dương ắc quy. Đấy là cách anh em tra cứu sơ đồ nhá. Và anh em thợ cho mình cũng đang thực hành đo nguồn của cảm biến tốc độ VS xem là được bao nhiêu volt. Đúng không ạ? Đấy. Tiếp theo, anh em nhìn cho mình mát của cảm biến tốc độ VS. Vậy thì mát này ở đâu? Đây, à anh em nhìn như thế này thì anh em thấy là nó có một cái điểm chung. Vâng, mát này thì sẽ dùng tới 4 thiết bị, đúng không ạ? 4 cái đường dây liên quan đến mát. Vậy thì anh em nhìn này, đây là chính chân LG này. Đây là LG chân A18 của ESM, đây chính là chân mát. Đấy, chân mát. Và chân mát này gì? Phục vụ cho các chức năng gì? Máy chẩn đoán lỗi, đúng không ạ? Đấy, đây là máy chẩn đoán lỗi dùng chân mát này. Rồi, công tắc ngắt tạm động cơ tạm thời, đây là chính là gì? Chế độ dừng 3 giây. Khi mà công tắc nối, đúng không ạ? Chân A6, dây đen sọc xanh lục đang ở mức điện áp cao. Khi muốn dừng động cơ tạm thời thì phải nối mát để gì? Xuống mức điện áp thấp, tức là 0V, đúng không ạ? Vậy thì từ 5V xuống 0V. Thì chức năng dừng động cơ tạm thời sẽ hoạt động. Tương tự như vậy, công tắc chống nghiêng cũng như thế. Đúng không ạ? Chân A16, đúng không ạ? Đấy. Chân tín hiệu công tắc chân chống cạnh, chân nhận tín hiệu công tắc chân chống cạnh. Vâng. Dây xanh lục sọc trắng. Và khi mà anh em gạt công tắc xuống, gạt chân chống cạnh xuống thì sẽ bị cắt ra, đấy, không nối mát nữa. Vậy thì hai cái dây này không nối với nhau, đúng không ạ? Vậy thì ở mức điện áp cao cũng không cho động cơ khởi động, không đè được, đúng không ạ? Nhưng mà khi anh em nối vào đấy, thì chân A16 này sẽ ở mức điện áp thấp và cho động cơ khởi động, đúng không ạ? Đấy là một trong những cái điều kiện để
khởi động được động cơ, đúng không ạ? Đấy, vậy thì anh em nhìn này, mát này thì có chân chống, công tắc chân chống nghiêng này, công tắc ngắt động cơ tạm thời này, mát cho máy chẩn đoán lỗi này, và cuối cùng là mát cho cảm biến tốc độ VS, đúng không ạ? Và mát cảm biến tốc độ. Vậy thì mát này là mát ESM nhé, chứ không phải là mát khung, không phải là mát khung đi vào âm ắc quy, đúng không ạ? Mát ESM là mát cho cảm biến. Vâng, còn một dây nữa, đây mình phóng to lên cho anh em thấy. Đấy, chân nữa là dây hồng sọc xanh lục. Vâng, anh em nhìn thấy đường đứt quãng này. Đấy, đây chính là chân tín hiệu của cảm biến tốc độ VS gửi tín hiệu về ESM. Đây, và chân A17 đúng không ạ? Của ESM là chân nhận tín hiệu từ cảm biến tốc độ VS gửi về. Đúng không ạ? Đấy. Vậy thì bây giờ một ngày nào đó đúng không ạ, tốc độ cảm biến VS không hoạt động, kim đồng hồ không lên. Đấy, thì anh em kiểm tra, thì anh em đầu tiên thì chắc chắn là anh em phải kiểm tra cho mình xem là tại đây có nguồn nuôi cảm biến tốc độ và nguồn thì nguồn bao nhiêu vôn thì chắc anh em biết rõ điều đó rồi, đúng không ạ? Anh em biết là nguồn này từ đâu ra, đúng không? Mát từ đâu ra, mát từ đâu cấp cho cảm biến, đúng không ạ? Đấy. Rồi. Nguồn, vậy thì nguồn này là nguồn sau khóa cấp cho cảm biến, đúng không ạ? Mát là mát ESM, đúng không? Rồi, chân tín hiệu dây hồng sọc. Đây. Hồng sọc xanh lục. Đây, dây chân giữa này, đây. Đấy, là chân tín hiệu cảm biến gửi về ESM bằng chân chân nhận tín hiệu cảm biến đây. A17, đúng không? Vậy thì anh đo đi xem có đúng là bây giờ là có đúng là theo sơ đồ không? Gọi là có đúng theo lý thuyết không? Vậy thì mình thực hành thế này thì chẳng qua là mình kiểm nghiệm lại thôi, xem có đúng với lý thuyết không. Thế thôi, đúng không ạ? Đấy. Anh đo đúng chân mát rồi. Anh em vặn đồng hồ về thang đo điện một chiều nhé. Còn với đồng hồ của hãng Kyojitsu của Nhật Bản như mình đang dùng này, và mình cũng đang cung cấp cái loại đồng hồ này, thì anh em không cần phải chọn thang đo điện áp nhé. Đấy, điện áp anh em đo là hoàn toàn tự động luôn. Đấy, anh em nào có nhu cầu về đồng hồ này thì anh em điện cho mình nhé. Anh em cho mình thông tin, mình sẽ gửi cho nếu anh em có nhu cầu nhé. Vậy anh đo được bao nhiêu volt? Rồi. Rồi, vậy thì bây giờ khi bật khóa điện thì là gì? Anh đo được điện áp là 12,21V, đúng không ạ? Vậy thì với cái điện áp này thì có thể nói là bình là như thế nào nhỉ? Tốt. Tốt, đúng không? Nhưng mà chưa no. Chưa no. Đúng không? Chưa no. Nếu anh em nào đã qua đào tạo rồi thì anh em biết là cái điện áp này là bình chưa no, đúng không? Vâng, đấy. Rồi, có học có hơn, đúng không? Vâng. Vậy thì anh đo như này thì đã gì? Đã kết luận là gì? Có nguồn nuôi từ sau ổ khóa, có nguồn nuôi cho cảm biến. Rồi, đúng không? Vậy thì đã đảm bảo là gì? Nguồn nuôi cảm biến là tốt. Vậy thì chỉ còn gì? Chân tín hiệu này xem là ví dụ mà chân tín hiệu lại bị đứt thì sao, đúng không ạ? Đấy. Rồi là cảm biến có vấn đề gì không, đúng không ạ? Đây, vì bây giờ anh cắm vào, anh có thể đo giữa mát, đúng không ạ, với chân tín hiệu cảm biến, và anh xoay bánh xe đi thì anh thấy sẽ thấy có sự thay đổi điện áp, đúng không ạ? Vậy thì rồi, khó à, khó đo đúng không? Đây, vậy thì có thể cầm tạm đây, để mình tạm dùng một chút nhé. Đây, rồi bây giờ anh cắm vào đây, anh cắm vào đây. Đâu? Đây đây. Quay chưa? Rồi, chưa cần quay đúng không? Đấy. Quay tí nữa ông quay đi, bỏ anh đây. Đây. Anh em cắm. À. Rồi anh cắm đi, anh cắm. Đấy, cắm ra đây. Đây, mình cũng đã tách hẳn dây rồi, cắm trực tiếp vào đường dây luôn. Xe thực hành cứ ok đi. Đấy. Vậy thì anh em kiểm tra tín hiệu cảm biến VS có tốt hay không bằng cách ở ngay đây luôn. Dây hồng sọc xanh đây, dây hồng sọc xanh lục, đúng không ạ? Anh em cắm cái dây dương vào này của đồng hồ, dương của đồng hồ. Dây âm thì có thể là anh chí vào anh có thể chí vào dây đây, dây xanh lục sọc đen đấy, hoặc là anh cho ra mát luôn được, đằng nào nó thông ra mát khung. Anh ấm vào đây. Đấy, đây để em giữ cho. Đấy, cắm chặt vào. Rồi. Bật khóa điện chưa? Để bật khóa điện. Rồi, bật khóa điện rồi. Đấy, bây giờ nhá. Rồi, anh xoay bánh xe chậm đi. Xoay bánh xe. À rồi, úi dồi ôi, tín hiệu gửi về tốt. Anh em nhìn thấy thay đổi các mức điện áp chưa?
quay chậm thôi, anh em quay quay chậm thôi, đúng không ạ? Đấy, quay đi, quay chậm đi. Rồi, 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 thay đổi liên tục. Vậy thì anh em cũng gì? Anh em thấy thay đổi các mức điện áp liên tục như thế này thì anh em cũng kết luận là gì? Tín hiệu cảm biến tốc độ VS gửi về ECM là tốt, đúng không ạ? Đấy, anh em, rồi, quay đi, quay đi. Em quay này, anh vặn đi. Rồi, anh em nhìn thấy trên đồng hồ này, thay đổi mức điện áp liên tục, đúng không ạ? Đấy, nó cảm biến hô mà. Rồi, 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 thôi. Vậy thì là cũng là biết rồi, đúng không ạ? Đấy, chỉ cần qua thế. Chẳng qua là mình chỉ kiểm nghiệm, thực hành xem, mình kiểm tra xem có đúng cái lý thuyết không thôi. Đấy, thế còn lý thuyết đã cung cấp thông tin hết rồi, đúng không ạ? Đấy. Và đấy là cái phương pháp mà anh em kiểm tra nhé. Đấy, là anh em cũng có kết luận là cảm biến là tốt, đúng không ạ? Nguồn nuôi cảm biến rồi, có chuẩn rồi thì cảm biến mới gửi tín hiệu về. Đấy, mà không lên thì anh em phải kiểm tra đường dây có đứt không, đúng không ạ? Ví dụ như đứt, không gửi về ECM, chân A17 thì cũng không được, chức năng dừng cầm chừng sẽ không làm việc, đúng không ạ? Đấy, rồi dây hồng sọc xanh lục này còn gửi tín hiệu lên đồng hồ công tơ mét nữa, nhưng đây là sơ đồ nguyên lý động cơ thì cái dây gửi lên đồng hồ thì không thể hiện trên sơ đồ, đúng không ạ? Đấy, còn dây này đấy, dây tín hiệu này là còn gửi về chân đồng hồ nữa, đúng không ạ? Để kim đồng hồ hoạt động, đúng không ạ? Để báo tốc độ công tơ mét. Đấy, vâng, vậy thì hôm nay là cái bài cũng là kiểm tra cảm biến tốc độ VS ở trên dòng xe lít 125 này, và anh em cũng áp dụng sơ đồ trên máy Moto Second Tap, một bộ máy rất là hiện đại, đúng không ạ? Anh em có sơ đồ anh em tra cứu luôn. Đấy, rất là tuyệt vời. Và anh em thợ cho mình ở đây cũng đang thực hành như vậy, thì anh cũng đã được cung cấp lý thuyết, và chẳng qua là chỉ ra để kiểm tra thực tế xem có đúng với bài học không, thế thôi, đúng không ạ? Thôi anh cất đi thôi. Đấy, lại về học cái phần khác. Vâng, vậy thì mọi thông tin đấy, anh em có nhu cầu về các dòng máy motorcycle đấy, cũng như là các bộ đồng hồ đo điện, bộ đồng hồ đo áp, rồi các cáp đọc lỗi đấy, các bộ cáp kiểm tra ECU, kiểm tra CKP, kiểm tra van ECV, ESC, đúng không ạ? Đấy, hoặc là các chương trình mà anh em muốn có nhu cầu đào tạo đấy, thì mình sẽ cung cấp lý thuyết cũng như là thực hành thực tế trên xe đấy. Và đặc biệt là anh em sẽ được trực tiếp va chạm với xe của khách hàng hỏng thực tế hàng ngày tới cửa hàng mình sửa chữa, anh em sẽ được nâng cao tay nghề. Thì mọi thông tin anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình theo số máy điện thoại là 0979 407 116, mình sẽ có những cái tư vấn cụ thể cho từng cái nhu cầu của anh em nhé. Mình xin kết thúc video này ở đây, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.